Ngày 2 tháng 8, các đơn vị nghiệp vụ có mặt bên trong quán karaoke trên phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ghi nhận của phóng viên, bên ngoài quán karaoke số 231 đường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt, rất nhiều người dân đứng xung quanh bàng hoàng xót xa trước sự ra đi của 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy quán karaoke số 231 Quang Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra chiều ngày 1 tháng 8. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Trước khi xảy ra cháy, quán đã dừng hoạt động do chưa cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định 96 của Chính phủ. Cuối tháng 8 năm 2013, Công an quận Cầu Giấy cấp giấy chứng nhận quán karaoke này đủ điều kiện về an ninh trật tự, nhưng hiện giấy chứng nhận đã hết hạn. Ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đội trưởng Đặng Anh Quân, truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với cán bộ Đỗ Đức Việt và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc. Cùng ngày, Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Trung ương Đoàn quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, 24 tuổi, và hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, 19 tuổi.